Bạn có biết rằng chỉ sau 5 phút xem video này, bạn sẽ nắm được bí mật giúp tăng doanh số bán hàng online vượt xa đối thủ. Đã có rất nhiều người áp dụng và thành công rực rỡ. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức mà vẫn đạt kết quả tốt hơn gấp bội. Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, khách hàng ngày càng trở nên thông minh và khó tiếp cận hơn. Làm thế nào để thu hút sự chú ý và tin tưởng của họ? Câu trả lời nằm ở việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào content marketing. Đây chính là vũ khí bí mật giúp bạn bứt phá doanh số, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh. Tại sao phải ứng dụng AI vào content marketing? Trước đây, việc tạo content thường tốn rất nhiều thời gian và công sức. Bạn phải nghiên cứu, sáng tạo nội dung, lên lịch đăng bài, phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại chưa tương xứng với công sức bỏ ra. Hơn nữa, việc xác định đúng đối tượng khách hàng mục tiêu và tạo nội dung phù hợp cũng là một thách thức không nhỏ. Trí tuệ nhân tạo AI là công nghệ cho phép máy tính học hỏi, suy luận và tự động hóa các tác vụ như con người. AI đang tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực marketing, giúp tối ưu hóa mọi khâu từ nghiên cứu thị trường, tạo content đến quảng cáo, bán hàng. Ứng dụng AI vào content marketing mang lại 3 lợi ích vượt trội. 1. Tiết kiệm thời gian, công sức. AI có thể tự động viết content, lên lịch đăng bài, phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng, chính xác. 2. Tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu. AI phân tích hành vi, sở thích của khách hàng, từ đó đưa ra nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa phù hợp với từng người. 3. Nâng cao hiệu quả marketing. Với sự hỗ trợ của AI, lượng tiếp cận, tương tác của khách hàng với content tăng lên đáng kể. Điều này kéo theo tỷ lệ chuyển đổi và doanh số bán hàng cũng tăng vọt. Trên thực tế, đã có rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh thành công nhờ ứng dụng AI, như trường hợp của Onis. Rõ ràng, AI là một lợi khí vô cùng đáng để đầu tư. Vậy làm thế nào để bắt đầu ứng dụng AI vào content marketing? Dưới đây là 3 công cụ phổ biến, dễ sử dụng và phù hợp với người bán hàng online. 1. ChatGPT. Đây là chatbot AI được nhiều người sử dụng nhất hiện nay. ChatGPT có khả năng viết content đa dạng, sáng tạo như bài viết blog, email marketing, caption mạng xã hội. Ngoài ra, ChatGPT còn hỗ trợ lên ý tưởng, kịch bản cho content rất hiệu quả. Gemini. Công cụ này hướng đến việc tạo content marketing chất lượng cao, tối ưu SEO nhằm thu hút traffic về website. Gemini dựa trên AI để nghiên cứu và đề xuất chủ đề, từ khóa phù hợp xu hướng tìm kiếm. Ngoài ra, AI của Gemini còn hỗ trợ viết bài và tối ưu content để đáp ứng thuật toán của Google. 3. Copilot. Copilot là trợ lý AI đắc lực trong các hoạt động đánh giá, phân tích content. Công cụ này có thể tóm tắt nội dung, nghiên cứu từ khóa và phân tích đối thủ cạnh tranh một cách nhanh chóng, chính xác. Từ đó, bạn có thể điều chỉnh chiến lược content cho phù hợp. Sau đây, mình sẽ đưa ra 2 câu lệnh mẫu để viết bài quảng cáo theo khung idea và phân tích thị trường với giới hạn độ dài khoảng 150 từ. Câu lệnh cho bài quảng cáo. Viết một bài quảng cáo cho sản phẩm kem dưỡng da chống lão hóa mới ra mắt của Baby Skin theo khung AIDA. Bài quảng cáo khoảng 150 từ, ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu và tạo cảm giác muốn mua sản phẩm. Kèm ưu đãi giảm 30% cho 100 khách hàng đầu tiên. Kết quả AI trả về là: làn da tươi trẻ, căng mịn không tuổi. Bạn đã sẵn sàng để sở hữu nó chưa? Giới thiệu kem dưỡng da Baby Skin, công nghệ đột phá với thành phần tự nhiên quý hiếm. Chỉ sau 4 tuần sử dụng, các nếp nhăn sẽ mở đi trông thấy, da căng bóng và tươi trẻ lên 10 tuổi. Baby Skin không chỉ nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong mà còn tái tạo cấu trúc da, giúp da khỏe mạnh và đàn hồi hơn. Kết quả lâm sàng cho thấy 98% phụ nữ hài lòng sau khi dùng Baby Skin. Chương trình ưu đãi giảm 30% cho 100 khách hàng đầu tiên. Đừng bỏ lỡ cơ hội làm mới bản thân, hãy đặt hàng ngay Baby Skin hôm nay. Tiếp tục với câu lệnh phân tích đối thủ cạnh tranh. Hãy phân tích đối thủ cạnh tranh của shop quần áo trẻ em Mini Baby, tập trung vào 2 đối thủ chính là Baby Style và Kids Fashion. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của họ về sản phẩm, giá cả, chiến lược marketing, đưa ra nhận định chung và đề xuất hướng đi cho Mini Baby để cạnh tranh hiệu quả hơn. Giới hạn câu trả lời khoảng 150 từ. Kết quả AI trả về là: Baby Style và Kids Fashion là 2 đối thủ lớn của Mini Baby trên thị trường quần áo trẻ em. Baby Style có lợi thế về mẫu mã đa dạng, nhiều phong cách, giá cả hợp lý. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm chưa thực sự tốt. Kids Fashion nổi tiếng với dòng sản phẩm cấp chất liệu tốt nhưng giá khá đắt. Chiến lược marketing của họ cũng rất bài bản, tập trung vào nhóm khách hàng thu nhập cao. Mini Baby nên phát huy thế mạnh về chất lượng và kiểu dáng độc đáo, đồng thời cải thiện hơn nữa dịch vụ chăm sóc khách hàng và chính sách bán hàng. Về truyền thông, Mini Baby nên chọn những kênh tiếp cận phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu là cha mẹ trẻ, ưu tiên quảng cáo trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Như các bạn thấy, chỉ với vài dòng lệnh đơn giản, AI đã tạo ra được nội dung chất lượng, giàu tính ứng dụng. Để ứng dụng AI vào content marketing một cách hiệu quả, dưới đây là vài bí mật mình muốn chia sẻ.
Thứ nhất, hãy chọn công cụ AI phù hợp nhất với nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của bạn. Không nhất thiết phải sử dụng tất cả, mà nên tập trung vào những tính năng mang lại giá trị nhất. Thứ hai, đừng quá phụ thuộc vào AI. Hãy coi AI là người trợ thủ đắc lực, nhưng vẫn cần có sự sáng tạo và tư duy độc đáo của con người. Sự kết hợp hài hòa giữa AI và con người sẽ tạo ra content tuyệt vời. Thứ ba, thường xuyên theo dõi, phân tích hiệu quả của content do AI tạo ra. Từ đó, bạn mới có thể điều chỉnh, tối ưu liên tục để đạt kết quả tốt hơn. Mình biết nhiều bạn băn khoăn về chi phí và tính an toàn khi sử dụng AI. Về chi phí, tin vui là hầu hết các công cụ trên đều có gói miễn phí với đầy đủ tính năng cần thiết. Khi kinh doanh phát triển, bạn có thể nâng cấp lên gói trả phí để nhận thêm ưu đãi. Còn về tính bảo mật, những công cụ mình giới thiệu đều đến từ các nhà cung cấp uy tín, có chính sách bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Nhiều người lo ngại AI sẽ dần thay thế con người. Nhưng thực tế, AI giúp con người tiết kiệm thời gian cho những công việc lặp đi lặp lại. Điều này giúp doanh nghiệp tập trung nhiều hơn vào sáng tạo và cải thiện trải nghiệm khách hàng. AI chưa thể thay thế đầy đủ con người, nhưng những ai biết nắm bắt và sử dụng AI sẽ có lợi thế cạnh tranh vượt trội. Ứng dụng AI vào content marketing là xu thế tất yếu của ngành kinh doanh online. Đây là vũ khí bí mật, giúp bạn tăng tốc trong thị trường cạnh tranh khốc liệt. Lợi ích mà AI mang lại thực sự là những viên kim cương quý giá. Tiết kiệm thời gian, công sức, tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu, nâng cao hiệu quả marketing và doanh số bán hàng. Vậy còn chần chừ gì nữa? Hãy bắt đầu sử dụng AI ngay từ hôm nay để đưa hoạt động kinh doanh online của bạn lên một tầm cao mới. Hãy chọn một công cụ phù hợp và trải nghiệm. Mình tin rằng bạn sẽ bất ngờ với kết quả đạt được. Nếu bạn có ý kiến hay góc nhìn khác, đừng ngần ngại chia sẻ dưới phần comment nhé. Mình rất mong nhận được phản hồi từ các bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về ứng dụng AI trong kinh doanh online, hãy để lại comment. Mình hứa sẽ làm clip giải đáp chi tiết trong video sắp tới. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đến cuối video. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video hữu ích nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.